Thì xin chào bà cô chú anh chị các bạn. Chào cả nhà. Chào cả nhà chơi. Thì bữa nay là hai cha con với lại hiếm ba cả nhà đi ra ngoài sông lớn để mà thả lưới nha cả nhà ơi. Lâu lắm rồi không có thả lưới. Mà hôm nay đặc biệt cái là mình sẽ thả lưới cá linh nha cả nhà. Thì hôm qua cha Tiền cũng có đi mua một tay lưới ba phân để mà mình về mình thả lưới cá linh đó. Từ nãy giờ thì cha cũng thả hết một mẻ rồi, rồi cũng đã cuốn rồi cả nhà, cũng được mớ cá. Đâu ta? Còn thấy cá đâu. Mấy phần này có. Dạ lên nữa ba. Không, vậy là khoan của ba rồi. Ở cái khoan đằng đây nè cả nhà là được một mớ cá, cha nó cũng cỡ khoảng ký ngoài 2 kg gì đó. Bây giờ thì tiếp tục mình sẽ đi thả tiếp nha cả nhà ơi. Có lên bự không ba? Mạnh. Đây là bóc khủng con. Ôi. Này cả nhà. Cá linh bự bự không vậy nè. Cá linh này làm gì hả ba? Tròn vô. Này cá linh tròn. Cha đợi gì nó chết không cha? Chết rồi. Ghét. Gì hả? Nó mau chết. Mình không nhận đá nó sình không? Nãy quên mua đá rồi. Mua đá để vô dặn ha. Dặn mấy con cá trước này nè. Ừ. Giờ này là nước ròng quá cả nhà. Ở bên đó người ta thả quá trời cha. Thì qua bên đó nó thả xuống đó. Không mép bển. Ở bên đó người ta cũng thả cái linh đó hả? Ừ. Rồi mình thả đâu? Người ta thả xuống rồi tới mình. À. Đó nó thả dài xuống dưới mình tới mình thả dài xuống. Giờ thấy người thả gì? Nhiều mình bằng mắm ha. Bằng mắm mà. Cá bự quá à. Không có linh mờ. Có linh nè. Ờ, cái móng đã. Gì hả? Cá này cái móng ngon. Bự gì nha. Làm nó thì làm mà được ăn. Tháng gì đó. Mình tháng là được ăn hả? Ừ. Mau gì vậy? Mắm rồi. Rồi bây giờ cha Tiền sẽ thả lưới với cả nhà ơi. Lưới này 3 phân hả cha? Này lưới thả phải không? Ừ. Đó, mình cứ thả dòng vậy đó. Có chéo không? Không. Giờ cha vừa bơi vừa thả. Mất nghe quá gì? Chú hồn cũng muốn thả đằng kia cả nhà, ông thả tốt Mỹ dứ. Ơi chéo nha. Móc ra xong hết nè. Để được. Cái gì dính kìa chơi. Đây, móc cho. Nó chạy xuống mà. Nó dướng gì nữa rồi nè. Tay
Lưới này của mình chắc dài hơn của chú Hòn quá cha. Lưới của mình bự lắm ba, bự hơn lưới của chú Hòn nãy. Chú Hòn ngắn ngủ mà. Nghe sợ lại. Văng xong rồi bắt đầu mình thả xuống từ 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 dưới nha cả nhà. Giờ mình cầm gì đó rồi đi hả cha? Quay bờ, quay chồng. Quay chồng. Cũng tự nó trôi vậy hả? Ấy phân lên chưa? Tiêu mà. Không nói tiêu rồi, con thấy luôn. Bức nắng không thấy. Nắng gì mà nhìn không thấy đường luôn ấy ba. Ừ. Bây giờ thì mình sẽ vô trong cái bờ này cả nhà. Giữ cái chai lại rồi bắt đầu mình thả trôi nước xuống dưới. Chai với cái chai lên. Rồi ông chú cho nó thả xuống. Nước cái này nước quá dữ. Nè nước mênh mông luôn các bạn. Cái này gió tắt. Chảy mạnh ghê luôn á. Sao ngoại đi trước ta? Chứ hồi nãy ông nói là một lưới gì phải 1 kg không? Ừ. 1 kg nhà nhiều lần. Nhiều lần rồi cái lệnh lên thả rồi đó, thả làm ngày chục quận thấy chục ký rồi. Nãy cha thả đâu được nhiêu đó ba? Nhóc mè thấy nhiều lắm á. Đó, đó. Nè. Ôi ôi dữ dằn luôn nè cả nhà. Có cá he nữa, bữa sáng cha đi câu cá đó vậy cha. Được hai bơi con cá he. Cá he ngon ghê chị. Dắt một chút nữa nó có ăn không cha? Chút nữa có ăn không? Ăn chắc sáng một chút. Cái linh nó ngon. Cái hồn lụi không? Cái linh đóng. Nãy quên mua đá heo dằn ha. Rồi giờ cha tiền sẽ cuộn lưới lên nè cả nhà. Dính quá trời kìa, có linh bự không? Kìa kìa. Thím ba gan sau đi ba, con gan trước cho em ba. Ba gỡ hả? Khỏi bơi hả cha? Khỏi bơi hả? Ôi ôi quá trời luôn rồi. Đây. Anh cầm cái dầm anh bơi cho cái lái nó xuôi xuống á. Ừ, bơi cái đầu xuống dưới để nó tối nè. Ừ. Cái đít á, cái đít anh á. Nào hết luôn thôi cả nhà. Kìa cha có thấy dính kìa chơi. Giờ này dính ít đó cha.
kìa kìa. Đi sớm nó ăn. Mẹ nó no rồi, nó ngủ. Cái bà gõ con cá hết thấy hèm luôn rồi. Ủa dữ kìa trời ơi. Cá này chà bá, lưới là có xíu rồi. Ôi ôi kìa kìa, dở lên cái cha. Dữ dằn luôn rồi cả nhà ơi. Ôi ôi nhóc hết trơn luôn kìa. Ôi ôi kìa kìa kìa. Dữ rồi, dữ rồi. Ôi ôi, gỡ đi rồi mình vô mình gỡ từ từ hết cha. Nè nè cả nhà ơi. Gỡ chưa? Gỡ chưa dính rồi. Kìa ôi ui vô bánh này trúng bánh nè cả nhà ơi, cha ruộng lên luôn sợ nó tấp vô ba cái cây hết cha. Này mày gõ mặc sức mày gõ. Rồi mình lấy rồi mình thả nữa cha. Để xong thả nữa. Rồi cái thả hoài. Cái này ngồi ghé muốn đá dằn chơi. Sình không? Không có sình. Hết chưa? Hết lưới chưa? Ồ còn nhiều lắm. Dính lai gai, lai gai, lai gai. Kìa kìa, kìa kìa nhiều như vô. Nheo đầu hết luôn. Khúc giữa nó dính nhiều hơn cái khúc hai khúc đầu. Từ rối cả nhà. Ngoại cha. Ngoại mình không gỡ kìa, chổng kìa. Kêu dắt cô vợ đi theo. Giờ mình bơi vô mát mình gỡ cha. Rồi bơi vô. Ờ bơi vô trong đó đó. Cặp vô đó đó. Chú Hồ nó đang gỡ cát nữa nè. Dây cào cắt cá lên. Ờ dây cào này cắt cá lên chắc cũng có linh dữ lắm rồi các bạn. Kệ chú Hòn cũng đem gói xôi giống thịt cha kìa. 50 ngàn. Sáng giờ nhiều không chú? Dạ rồi thấy nhiều. Ở trong này nữa hả? Hả? Trong trong sạp nữa hả? Đấy, sạp cho tạm. Trời ơi. Rồi giờ là vô trong cặp mé mình gỡ cá. Cha với lại ba gỡ nha cả nhà. Cá linh con nào nấy uống ngu không cả nhà ơi. Cha phân lưới với ba thì gặp con nào gỡ con đó. Cá linh cũng bự bự không mấy ba. Mình nướng à. Nướng ngon.
này xong mé này mình đi thả nữa cha. Chào con nào đó đó ba. Ủa lơ mơ bắt vô cái bé này nè. Nước này sấy ông chú nãy á. Cái này mà mỹ hồi dính không ra phải thả cho nó đã. Không phải nó cộng. Mãi cá chưa ra tới ngoài đâu. Tới đây mình bắt hết. Dạng bán nghe ủ chú. Để nó bán rồi quay lại chết ủ. Dạ. Cái ông chú kia ông thả xuống, ông thả dài xuống. Ông nãy chạy máy chứ cha. Thấy cái mà nhìn cái gì thả cái dính quá thả tụt cái dưới này hơi xuống mà xuống chiếu rồi chắc thả cái chắc chị dính quá không đó vậy chị dính gì vậy. Cái sáng này ghe cào nhiều. Là dính không bằng rất nãy. Tôi rất này dính mấy ký. Quyết định tắm vô đây thôi, buộc lên vô đây thôi. Ông đi trước ông làm hết rồi. Người hả trước, người hả sau. Chúng cái bầy đi. Có là có hoài hả cha? Nguyên ngày luôn á, tôi thấy ta chờ. Dậy xuống thước không? Vậy bao á? Thước 5 rồi. Thước 5 hả? Chạy đúng. Tôi làm chắc cũng cả một thước ngoài. Đậu đậu tí. Tí là nó chính ở dưới có, dưới trên có. Ừ. Nào nó dính viền nào nhiều thì tôi thấy những nó dính ngay giữa không à? Rồi nó dính tùm lum trên. Tôi sợ con chú gọn quá ha. Mừng hôm ngồi bắt lâu rồi tới 10 giờ. Vậy sao? Mới mua. Mới mua hết chịu qua. Nói cá thả nhiều quá, không chạy đi mua về bắt. Mua chịu qua cái quay ra bắt luôn. Con có hiểu. Ngồi làm phen luôn đó tới 10 giờ mới rồi. Mà nhờ mình không bắt chì nữa anh Tư mau. Bắt chì mấy ngày. Nước hả đâu có chì hả cha? Có chì không? Không có chì đâu. Còn nhà tay bao ngữ nữa kìa, chưa bắt nữa. Bao ngữ lại cỡ cho. Bình nó thả bao ngữ dính ra cá cành cành không? Ít mà dính cái bự đó. Không mà cá gì ăn được là ngon. Còn mà không mấy chút cá. Cá gì nướng được ngon nè. Mua gói xôi sẵn rồi chưa ăn. Chị với tôi ăn đâu kìa. Dính cá thấy ham. Gói xôi nằm đó kìa có ăn đâu. Gỡ bà lấy đi rồi ăn nha. Ba con ngữ cái lớn không nè anh Tư? Ông bỏ vô ba, vợ bổ ba phần ngữ hả? Đi đi đi. Đi đi. Rồi chút mới xuống này đậu đây nữa. Nãy lại cái chỗ này ở trong con trâu này không chạy ra nè, chạy ra mạnh không tắt vô đây. Không phải tắt vô đây. Hình như nó còn chạy vô cái gì không ơi? Nó đứng đợi rồi. Nó chạy ra nó đậu luôn. Cái khúc đầu nhiều hả cha? Chừng nào ông xuống tới đây là bắt đầu tôi đi lên rồi. Cái bự mình được dính gì nè. Này về làm gì cha? Con nước mà thả giòn giòn mà cắt mắm. Ủa
Làm mắm hả? Còn mớ nó hết rồi. Lên nước là chết rồi. Không đi rồi đó. Cái này mình thả một tay một chứ mình thả hai tay sao mình làm kịp cha? Đó ham ta. Của ổng á từ giá 5-6 kg. Thấy nguyên một cái khoang chầm bá nha, nheo đầu hết. Trời, giờ được nhiêu nè cả nhà? Cũng nhiều lắm đó nha. Cái này cỡ 3 kg đó cha. Rồi giờ thì cho cha ăn xôi xong rồi tiếp tục đi thả nữa cả nhà. Đi kiếm cây nè. Giờ tiếp tục mình làm mẻ thêm thứ hai nữa cả nhà ơi. Đâu? Ông về hay là ông chạy lên? Ông chú đó ông thả nó cái gì vậy ta? Có không ba? Tại vì nãy cá không nhiều lắm. Rồi. Tưởng cha bê không? Đò đang chạy qua. Sao dính nó đó vậy? Người cầm đầu dễ thả ha. Trời màu ghê. Trời trời hãy nước mẹ chảy hết cha. Chảy chết, chảy chết luôn. Chú Hải hả? Hải. Ông ông tát. Chú đó ông thả lưới cá cơm. Sao bài dữ vậy? Để xuống, để xuống, để xuống, để xuống, để xuống. Ờ cái chai bên này to trời tốt dữ luôn kìa. Kìa kìa, ổng ảo thả lưới cá cơm kìa. Ô dính nhiều đầu vô trời. Cha. Dính nhiều đầu chưa kìa cha. Bán bè kìa. Có ai mua bè không? Mua đi. Cá ngớ không nổi quá. Có tiền là mua liền. Mà không có tiền. Ở dưới nuôi cá ở trên mình ở được đó ba. Mắc gự luôn.
Rồi giờ tiếp tục thả trôi dài xuống dưới nha cả nhà. Chút xíu nữa cha canh rồi bắt đầu mình sẽ thanh nguộn lên. Nhìn thấy thăm 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 chỗ mấy cái bè đó, thăm cái đó. Nhấp trơn ha. Nhiều lắm luôn. Diễn dũng. Cha dở cái đầu lên đó cha. Đầu không thấy. Ủa đâu có tiêu vậy? Nãy thấy dạ. Con mà. Chắc mới dính rồi xuất ra. Cuốn đó nha. Cuốn cả nhà. Cái xuồng này nó hơi nhỏ. Mà gần thì bự không à. Cho nên nó là trên đây phải không? Được không? Được. Nó hơi khó thấy hết đó cả nhà. Nó cá bự kìa. Tư xanh gì nè nướng nè mới đã. Đợt này không biết sao đây. Đợt này xa hơn là gỏi cha. Ủa sao lưới nó ép lại chưa rồi? Vậy đó không phân lên rồi. Ôi cá bự kìa ba ơi. Ôi, ít tại à. Ôi cá linh gì? Ôi linh cám á. Linh mày về cám. Cái mày cám hả? Ừ. Kìa kìa, dính hai ba con kìa. Ôi cũng có lai gai kìa. Ôi trời nguyên bậy kìa. Ú cá he nữa. Năm nay mổ cá he nhiều quá cha. Trời ơi ba ơi, đã quá. Rồi sao con gỡ tiếp được? Để nó đi lên bờ gỡ. Ôi, kìa kìa, dữ rồi. Đã quá à. Ký rồi đó. Ký lô rồi thấy cha. Ôi, thả nữa cha ơi. Ha. Mình gỡ xong đi mình thả nữa quay. Mình có nước đá mình muối rồi mình không có sợ. Nheo hết trơn kìa. Ơi ơi ơi. Trời ơi. Nó phải gặp chiếc xuồng theo bè này mới được. Bè theo... nó nước lớn nhiều nên từ cá nhiều. Ừ. Năm đâu có thả nó có được gì đâu. Cha con gỡ hay lắm kìa ba. Hết hồn cả nhà ơi. Giờ vừa gỡ vừa ấy xuống. Bự lắm ba cá bự. Cái này là sấy cái lúa lại vậy em ba. Ê, cái này người ta cắt lúa kìa nguyên chùm luôn kìa cả nhà. Ôi kìa ở đằng sau nữa kìa. Cá này mau chết đó cha. Cá này nó nước lát nó chết rồi. Nó bự. Mà cá này lâu lâu sình hơn cái phải không? Thêm tay nó đi cha. Cha văng xong rồi gụn vô con với thím ba gỡ gỡ xong rồi họ quay lại thả nữa. Liên khúc vậy đó. Kìa kìa kìa, nguyên dài luôn nè cả nhà. Kìa kìa. À. Chưa vậy giờ mà thấy nheo nheo hết. Giờ chỉ còn mình thả thôi đó, chú Hồng muốn đi về rồi. Mơ biết được không? Ừ. Nó đi heo nước nữa bột. Còn này nó đi nè. Chém nó ra nè mà mười á. Nó. Cá bự của
có mua nước đá heo mình dặn cái nhà cho nó đừng bị ương. Liên tục luôn cả nhà. Này gụn lên vô bờ vô mát mình háo cái chai. Mọi người coi kìa, ba nhảy sờ sói thêm ba ơi. Dữ dằn luôn à. Nhiều hơn. Ơi cá đợt này bự không cha? Bự hơn được rồi. Đã ngơi. Đợt này chắc 3 kg à. Hình như ở trong mé nó nhiều hơn ngoài sông quá cha. Cái bự nó ra ngoài sông. Rồi đó, chuẩn bị sắp hết rồi đó. Ui ui. Ôi ôi. Ham chưa có nhà ơi. Cầm tươi cầm nó ngon mà. Gì đâu. Rồi hết chân. Rồi chạy vô bển đi. Rồi chạy 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 qua bển luôn. Nhà mà. Về nhà. Về bến thứ ba. Ừ. Nó gỡ, gỡ đi rồi ông thả nữa. Đây chạy. Má ơi. Giờ qua bến thứ ba gõ nha cả nhà. Rồi giờ ghé nhà thím ba nè cả nhà. Giờ mình gỡ cá nha. Quá trời thấy ham luôn à. Gỡ xong chai đi thăm nữa hả gì? Văn hả gì? Cá này dính tới chèo luôn. Dính hoài vậy ha. Chú ba không muốn đi làm hả? Làm về. Cá ca hả? Gì hả? Đỡ hơn ở nhà, cái này mà đậu mùa nhưng mà lúa ít mà. Đỡ hơn ở nhà không? Bành, bành. Thank you.
này nó cũng dễ gỡ ha cha. Dễ. Nó không dính vô cái mà đầu đó thì dễ gỡ. Tụt nó nhẹ ra. Mà dính vô cái đầu gỡ lâu chết. Con bự chứ hơi khó. Dính ở ngoài nè, tụt nhẹ nó ra, dễ gỡ. Cái này về nằm mắm chứ bán được cái cha, bán những sáng im á cha. Giờ này chưa lỡ cỏ. Này mà hai hiếm trái với cha gỡ xong mà sẽ cho cả nhà xem thành quả. Sáng tới giờ cha đi được nhiêu cái nha. Xong rồi tiếp tục cha cũng ra sông văn thêm á cả nhà. Mình về mình làm mắm. Làm mắm này mình để nguyên con mà có mổ bụng không cha? Cắt đầu. Cắt đầu. À cắt vậy. Vậy ha. Này mình đánh dẫu, đánh dẫu để đuôi hả? Cắt đầu thôi. Mắm cái còn gì của mắm ngon lắm anh ơi. Thôi vậy mình đừng bán, bán rẻ cũng ổn. Mắm đi, mắm đi chơi. Mắm nó dành, đó là mình cho lẩu mắm chứ mắm để dành kho ăn. Nhà mình thì chuyên gia là thích ăn mắm á cả nhà, cho nên là sẽ làm mắm để dành. Từ đây giới chịu chắc mười mấy hai chục ký không cha? Thả gì là phải phải gu luôn đó. Hồi sáng tới giờ cũng tầm khoảng 6-7 kg nha cha. Cái đó à. Tết về ăn mắm không ơi? Mắm cá linh nào không? Thế mà mắm rồi, thế anh Phong về là có mắm ăn dừa được đó. Để cho ăn mắm. À Tết kêu ta ăn mắm thú quắc. Cho ta ăn gì? Kêu ta ăn mắm. Ăn gì ăn mắm. Ăn mắm túi nguyên năm. Qua Tết đi, qua mùng đi. Dạo này mấy kg luôn? Dạ mấy kg nhiều. Nãy gỡ dưới cũng bộn cho bộn. Nãy dưới nhóc hết trơn. Đi theo chài gỡ cá không? Cặp cái xuồng heo. Có mình mua con tay nữa. Gỡ lên cái bỏ là mình gỡ vậy đó, cái mới văng đó. Gỡ lên bỏ. Mình gỡ xong cái đi văng với mình đem lên mình gỡ làm hoài á. Mau lắm. Mau. Cái mình gỡ hết thì chờ nó văng nữa người ta thả hết quận nó rồi. Cái đó là bà dành địa bàn luôn nha. Chiếm luôn địa bàn. Chiếm địa bàn luôn. Gỡ cá xong rồi giờ xuống dưới đây cho cả nhà xem thành quả sáng giờ của cha nha. Dạo này bộn vô bộn đầy gỗ luôn. Đầy. Nguyên bọc cá nè cả nhà. Ồ cá con nào con nấy. Cái nào hát cái con nào mới người do. Không, không. Bọn mà cha ông đem mình trả luôn đó. Bắt rồi nhảy ra hoài vậy rồi ông con thì đâu 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 đó. Hai con luôn rồi. Ừ, hai con luôn rồi. Thành quả nè, hồi sáng tới giờ cha cả nhà đi câu được mấy con cá he với mấy con cá mè dinh. Rồi thêm phần cá linh nữa. Đây cũng bộn bộn nha. Rồi giờ thì video của Tiền cũng dài rồi, Tiền cũng xin kết thúc video tại đây nha. Giờ cha thì cũng tiếp tục đi thả nữa. Thì mấy phần cá này mình không có bán cả nhà ơi, mình chừa lại làm mắm để dành ăn. À, hẹn gặp lại bà cô chú anh chị ở video sau nha. Bye bye.